À, có Paris là một trong Citadel, là một thành lũy bảo vệ thành phố Athens. Đây là một trong những cái thắng cảnh và cũng là một di tích lịch sử rất quý giá của chúng ta Hy Lạp. Và như chúng ta thấy, đây là một di tích đang được Hy Lạp cố gắng trùng tu để bảo vệ và được làm một địa điểm để cho du khách khắp nơi trên thế giới có thể đến đây để xem lại cái lịch sử cũng như di tích cổ của 2.500 năm trước. Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV. Vừa rồi là một đoạn clip của anh Thắng đứng trước ở một trong những cái địa điểm nổi tiếng ở Hy Lạp. Mà thay vì mọi lần thì mình hay chào ra chào vô, nhưng mà hôm nay là bắt đầu từ cái đó. Thì Nhân Anh nghĩ là hôm nay anh Thắng sẽ dẫn Nhân Anh đi Hy Lạp, đúng không anh Thắng? Đúng, chúng ta vừa mới xem một cái khúc ngắn video về cái thành, nó gọi là Citadel thì đúng hơn, Citadel Acropolis, nằm ngay trong thành phố thủ đô của Hy Lạp, đó là Athens. Yeah. Và dĩ nhiên đến với Athens thì chắc chắn 100% là du khách phải đến với Acropolis. Lý do là tất cả những cái gì di tích mà nổi tiếng của Hy Lạp, những câu chuyện về một cái citadel cổ, những câu chuyện về các thần thoại của Hy Lạp, những đền đài của Hy Lạp, những cái view từ một cái giống như là một cái đồi núi ở trên đó, để chúng ta nhìn cả thành phố Hy Lạp, tất cả nằm trong Acropolis Nhật Anh. Dạ, thì trước khi mà mình đi sâu vô cái thành phố Citadel Acropolis thì mình có thể nói sơ qua về cái vị trí của cái vùng đất đó như thế nào không anh Thắng? Thì khi mà du khách đến với Hy Lạp thì chắc chắn chúng ta có rất là nhiều nơi chốn để đi thăm. Dạ. Lý do là đất nước Hy Lạp là một cái đất nước có quá nhiều những câu chuyện về thần thoại. Dạ. Dĩ nhiên thần thoại cổ Hy Lạp nó tạo ra những cái vị thần cổ Hy Lạp, và tất cả đền đài, mặc dù có nhiều đền đài bị phá hủy hoặc là đã gọi là đang được trùng tu, nhưng đều là được người ta thêu dệt thêm những cái gọi là những truyền thuyết, những câu chuyện về các vị thần của Hy Lạp, và tạo cho cái không gian của Hy Lạp lúc nào nó cũng có đượm mờ một chút gì mà cổ kính trong đó. Chẳng hạn như chúng ta đến với thành phố Athens thì Athens á, tự nó cũng đã mang một cái ý nghĩa hay đặc biệt rồi. Athens là tên của một vị nữ thần. Yeah. Một trong những vị nữ thần của Hy Lạp, và đây là một vị nữ thần đã được người Hy Lạp họ cho là thần bảo hộ cho cái thành phố thủ đô của họ. Yeah. Đó là Athens, thành nó là người ta gọi là Athens là vậy. Và ở trên một cái vùng giống như một cái đồi cao ngay giữa thành phố như vậy đó, thì người ta đã cho xây dựng một cái citadel, một cái thành cổ. Và trong đó dĩ nhiên có rất là nhiều cái điểm để mà người du khách có thể đến nó để thưởng ngoạn. Chẳng hạn như đầu tiên chúng ta phải nói đến một cái đền thờ của nữ thần Athena. Yeah. Athena đó là một vị nữ thần là do người Ai Cập cổ, họ nói đây là vị thần đã bảo hộ cái phần đất này, và họ xây dựng trên một cái đền thờ trên một cái đất cao để mà nữ thần có thể ngự trị trên đó. Và dĩ nhiên đó là câu chuyện thần thoại thôi, còn nếu chúng ta đến thì chúng ta phải nhìn cái kiến trúc cổ của Hy Lạp, thì cái đó mới là cái quan trọng. Cái kiến trúc cổ đó hầu như đã bị phá sập rất là nhiều, hầu như đã trở thành một cái đống đổ nát, nhưng bây giờ đang được người Hy Lạp họ trùng tu lại, họ nhặt nhạnh từng những cái viên đá mà bị bể ra đó, họ ráp nối lại với nhau để tìm lại một chút cái gì của cái lịch sử của cái kiến trúc cổ mà họ tin rằng rất là quý giá cho cái đất nước Hy Lạp bây giờ. Yeah. Nhưng mà trong đó thì đâu phải chỉ có thờ một nữ thần đâu, đúng không anh Thắng? Thì nữ thần chính là nữ thần Athena. Yeah. Thì chắc đó là một vị nữ thần bảo hộ thành ra, đó là một cái chính. Còn tất cả những xung quanh đó là những cái kiến trúc của La Mã chẳng hạn, của Hy Lạp. Và tất cả những cái kiến trúc đó nó được gọi là ráp nối với nhau, để mà nó nối tiếp với nhau từ một cái thời gian này qua thời gian khác. Thì chúng ta cứ hình dung là cái thành phố Athens này nó đã được xây dựng qua hơn 2.000 năm rồi. Và dĩ nhiên trong cái thời gian xây dựng như vậy đó, nó bị chiến tranh, nó bị cháy, nó bị phá hủy, và tất cả những cái điều đó đã làm nó hư hỏng rất là nhiều. Chúng ta đến, chẳng hạn chúng ta đến thăm cái khu đền thờ của nữ thần Artemis chẳng hạn. Yeah. Thì cũng là một trong những cái đền thờ nằm trong cái thành phố Athens. Yeah. Nhưng mà nó không nằm trên cái ngọn đồi Acropolis mà chúng ta đang đề cập. Yeah. Thì nó cũng chỉ còn là một cái đống đổ nát và đang được cố gắng được lắp nối lại để dựng lại cho chúng ta được cái hình dung ra cái đền thờ ngày xưa như thế nào. Yeah. Nhưng mà phải nói thêm cái đền thờ mà nổi tiếng vẫn là đền thờ cái Temple of the Athena. Yeah.
Đấy, đền thờ đó chúng ta đến chúng ta cái nhìn cái cách mà người Ai Cập cổ họ đi thiết kế về một cái đền thờ như vậy đó, chúng ta thấy bây giờ đi đâu, nếu mà Nhất Anh có dịp đi qua Pháp rồi đó, Nhất Anh đi tới cái đền thờ Pantheon ở ngay Paris đó, thì cái đền thờ nó bắt chước trong cái kiểu giống hệt như cái đền thờ nằm ở bên này. Có rất là nhiều đền thờ ở trên thế giới này vẫn được phòng theo cái kiến trúc của cái Pantheon ở trên cái đền thờ của nữ thần Athena. Yeah. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái điều đó là điều mà đặc biệt là cái kiến trúc của Hy Lạp nó vẫn còn được người đời sau gọi là sử dụng như là một cái kiến trúc nói về một cái đền thờ. Yeah. Đó. Thì nói đến cái một đền thờ như vậy thì chúng ta chỉ có chiêm ngưỡng, và nếu là một người thiết kế giỏi thì ta sẽ tìm kiếm và tìm hiểu xem những cái đền, cái đặc biệt của cái kiến trúc đó là gì. Dạ, và Nhân Anh sẽ hẹn anh Thắng trong phần 2 khi mà anh Thắng sẽ kể cho Nhân Anh nhiều hơn về cái kiến trúc độc đáo của đền thờ ở Hy Lạp. Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay ngày hôm nay. Và trong phần 2 này thì anh Thắng sẽ tiếp tục kể cho Nhân Anh cũng như là khán giả về một cái trong những địa điểm của thành phố Athens khi mà du khách tới Hy Lạp. Chúng ta đến thăm một cái qua một vài hình ảnh video clip, quý vị có nhìn thấy đó là một cái đền đài đang được trùng tu lại. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta đến Acropolis á, đầu tiên là chúng ta bắt đầu lên cái ngọn đồi đó. Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ đứng trên cái đứng trên đồi, chúng ta nhìn thấy ngay được một cái gọi là cái rạp hát lộ thiên ở ngoài trời mà được xây dựng từ thời La Mã. Và đó là một cái kiến trúc mà chúng ta đi tới bất cứ một cái gọi là cái di tích lịch sử nào của thời La Mã, chúng ta đều thấy một cũng cái thành phố cái đó đều có một cái rạp hát lộ thiên. Và đều có những cái khu vực gọi là hội gọi là market, về chợ, thị trường buôn bán đó, và chợ búa. Có dịp chúng ta sẽ có đi đến tâm một cái thành phố mà tôi cũng rất là thích thú, mà có muốn đem đến những cái hình ảnh cho quý vị khán thính giả có thể xem một cái khu vực Ephesus. Đó là một cái thành phố mà di tích lịch sử của La Mã còn để lại rất là nhiều dấu vết cho chúng ta thấy được cái sinh hoạt ngày xưa của người La Mã như thế nào. Tức là nói tới người La Mã thời đó, tức là gần 2.000 năm rồi chứ không phải là ít, mà 2.000 năm trước người ta đã như vậy, tức là người Hy Lạp trước đó nữa cũng đang có những cái sinh hoạt nó cũng không khác lắm. Đó. Thì trở lại với câu chuyện của bên Acropolis, thì cái kiến trúc của những cái đền đài và nhất là những cái khu vực ở Pantheon đó, thì cái kiến trúc đó thì qua những cái gọi là những cái minh họa hoặc là những người khảo cổ họ vẽ lại những cái hình ảnh của cái đền Pantheon ngày xưa thì quả thực nó rất là đẹp, nó rất đẹp, đẹp lắm và nó rất là công phu. Cho đến bây giờ người ta đang cố gắng, đã 5-10 năm rồi chính phủ Hy Lạp bỏ biết bao nhiêu tiền để mà xây dựng lại cái trùng tu đó, và đến bây giờ chúng ta mới nhìn thấy được một số xương sườn của cái Pantheon đang được xây dựng ra thôi, chứ chưa có thể là lắp ráp lại hết, tại vì rất là nhiều, tốn nhiều công phu. Đặc biệt là cái đền này đó, cho đến thế kỷ của cái đế quốc Ottoman nó mới bị hoàn toàn phá hủy. Nó phá hủy là lý do là quân đội của Ottoman thời đó đem giấu thuốc súng ở trong đó, và kết quả là bị trúng đạn và nó nổ thành nó hỏng hết cái đền đài. Đó là một cái rất là tiếc cho một cái công trình cổ của Hy Lạp. Thế tuy nhiên thì cũng phải nói thêm cái đền Pantheon mà chúng ta đang nhìn trên cái video clip đó, là nó là cái đền thờ được xây dựng lại lần thứ ba rồi. Hai lần kia đều bị hư hỏng chiến tranh cả. Đó. Thì nhưng mà người ta trùng tu lại hay sao? Trùng tu. Nếu như bây giờ thì đang trùng tu, tại vì sau cái vụ nổ của quân Ottoman thì hư hỏng khá nặng. Và bây giờ chỉ còn một số những cái di tích chúng ta đang trùng tu lại, nhưng mà cái rạp hát lộ thiên thì tương đối là được nhiều vẫn còn hoàn thiện hơn, còn nguyên vẹn nhiều hơn. Dĩ nhiên tất cả đều được trùng tu, nhưng mà dĩ nhiên cái trùng tu ít và một trùng tu nhiều. Và đó cũng là một cái điểm đặc biệt khi chúng ta đến với cái Acropolis, chúng ta lên đến nơi chúng ta chứng kiến được những cái cảnh mà người xưa họ đã làm theo cái câu chuyện thần thoại Hy Lạp, làm theo những cái kiến trúc của La Mã và tất cả để lại cái di tích cho du khách có thể thưởng ngoạn bây giờ. Nhưng mà đặc biệt thì ở phía dưới của cái chân đồi Acropolis đó, thì bây giờ đối với người Hy Lạp ngày nay đó, thì tất cả những thanh niên gọi là những giới trẻ, những
tiệm ăn, tiệm uống, market đều nằm dưới chân đồi hết, ở dưới chân đồi Plaka, và đó là một trong những cái khu vực rất là sầm uất mà du khách có thể đứng ở dưới đồi ăn uống, ngồi uống cà phê, và chúng ta có thể ngắm nhìn Acropolis từ trên cao suốt cả đêm hoặc là cả ban ngày. Thì đó là cái điểm hết sức đẹp, nó là một cái biểu tượng cho thành phố Athens bây giờ. Thành ra chúng ta đến, quý vị không muốn xem cái Acropolis cũng không được, tại vì nó sừng sững ở trước mặt mình. Nhưng mà anh Thắng nói là cái đó là nó nằm, Citadel Acropolis nó nằm ở trên phía đồi đúng nó không? Nó trên cái đồi cao khi... tròn 150 mét so với phía thành phố. Dạ, nhưng mà thường là du khách sẽ đi như thế nào để lên đó được hả anh Thắng? Du khách dĩ nhiên đi bộ lên, chúng ta 150 mét là độ cao thôi, nhưng mà chúng ta phải đi qua nhiều chặng. Dĩ nhiên chúng ta lên cao một chút, chúng ta sẽ nhìn được cái tháp Lộ Thiên. Sau khi chúng ta tham dung thưởng ngoạn cái tháp Lộ Thiên rồi đó, chúng ta bắt đầu leo lên trên để chúng ta bắt đầu vào cái gọi là Acropolis, chúng ta bắt đầu vào để xem cái được gọi là đền thờ Pantheon. Và đó là chính là Temple of the Athena. Tức là tùy theo du khách muốn đi lên như thế nào thì mỗi cái khi mà đi lên đều có những cái để có thể mình thưởng thức. Những cái di tích nó còn để lại hết cho chúng ta cả một cái citadel mà. Thành ra cũng rất là xứng đáng để chúng ta có thưởng ngoạn một cái citadel cổ của thế giới bây giờ. Vậy thì khi mà anh Thắng đi lên, anh Thắng có đi lên tới cái cao nhất không? Cao nhất chứ. Và khi đó thì anh Thắng cảm nhận như thế nào? Nó là một cái kiến trúc mà mình nói thực sự thì nói là người xưa họ đã có quá nhiều công sức để mà xây dựng một cái citadel như vậy. Và dĩ nhiên thì trong cái những cái thời buổi tranh chấp giữa bên thập tự chinh đó, giữa Thiên Chúa giáo và bên Ottoman Hồi giáo đó, thành ra đã có rất là nhiều cái gọi là kiến trúc xây để phòng thủ. Và đồng thời nó mang tính cách gọi là chứng tỏ cái quyền lực của mình. Nhưng mà citadel của Acropolis là một trong những cái mà chúng ta không thể không đến được. Vậy thì trước khi mà kết thúc chương trình thì anh Thắng có còn muốn gửi những cái lời khuyên nào khi cho khán giả nếu như mà muốn tới chỗ Athens không anh Thắng? Thực sự thì nếu quý vị muốn đến Acropolis nó tương đối rất là dễ, chúng ta đến ngay với thủ đô của Hy Lạp Athens. Dĩ nhiên thì đây là một trong những cái điểm rất là dễ dàng, tất cả các chuyến bay đều có thể đến với Athens rất là dễ, và Acropolis vẫn là một cái thắng cảnh đợi chờ du khách đến thưởng ngoạn. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều, và hy vọng là một dịp nào đó khán giả cũng như những anh sẽ được dịp tới chỗ Citadel Acropolis như anh Thắng vừa trình bày.